Thưa quý vị và các bạn, khái niệm văn phòng chia sẻ hiện đã trở thành một khái niệm quen thuộc và hình thức hợp tác chia sẻ này đã mang lại không ít lợi ích cho doanh nghiệp có nhu cầu thuê văn phòng, những nguồn kinh phí còn eo hẹp. Và trải qua một giai đoạn phát triển, hình thức văn phòng chia sẻ này hiện nay đã phát triển và trở thành nơi gặp gỡ, giao lưu, hợp tác giữa các doanh nghiệp trong cũng như ngoài nước. Và ngay sau đây thì xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi để hiểu hơn về dịch vụ này. Mình là một doanh nghiệp mới thành lập và chi phí của mình không có nhiều. Nên mình chọn đến cái dịch vụ văn phòng ảo để có một địa chỉ làm địa chỉ của văn phòng và để giao dịch với khách hàng tại cái văn phòng ảo. Thứ nhất là để tiết kiệm chi phí và thứ hai là mình không phải mất công mất sức để thiết kế cũng như là mất thời gian cho trang trí văn phòng, mà mình chỉ việc xách vali đến, xách cặp đến và mình làm việc tại văn phòng dọn gói, mình tiếp khách tại văn phòng ảo và sử dụng các cái dịch vụ như là internet, điện thoại, máy phách đều là do văn phòng ảo cung cấp, thì mình cũng có đầy đủ các cái trang thiết bị giống như một văn phòng thật tại văn phòng ảo. Cái cách thức làm việc bây giờ thì rõ ràng là nhiều khi người ta cần một cái sự đó rất là flexible, rất là tiện lợi trong công việc. Người ta có thể ngồi ở Sài Gòn nhưng họ vẫn làm việc, họ có thể ngồi ở Hải Phòng, ngồi Hà Nội, họ có thể họ làm việc trong những trên đi, tức là on the go, tức là làm việc trên đường. Thì rõ ràng văn phòng ảo thì nó vẫn giữ được cái hình ảnh của công ty, nó vẫn giữ đầy đủ các dịch vụ, vẫn có gọi điện, vẫn có người trả lời, vẫn có hệ thống forward của gọi đến. Mặc dù mình có thể mình đang ngồi ở Sài Gòn, nhưng một khách hàng gọi đến công ty Hà Nội thì mình ở Sài Gòn mình vẫn nhận được cuộc gọi và từ văn phòng của Hà Nội, và cảm giác của khách hàng là tôi thực sự tôi đang gọi đến công ty thay vì là tôi gọi đến cá nhân mình. Dù có đi bốn phương trời, vẫn nhớ về Hà Nội. Hà Nội của ta, thủ đô yêu dấu, một thời đã ăn bom, một thời hòa bình. Nhớ phố thâm nghiêm giờ bóng cây, tiếng ve dù những chưa hè, và nhớ những công viên vừa mới xây, bước chân em chưa mòn lối. Dài cuối đông áo trắng chưa ấm thân mình, và nhớ lúc bom rơi lửa chiến tranh, đất rung ngòi tàn gạch nát, em vẫn đạp xe ra phố, anh vẫn tìm âm thanh mới, bài hát đôi ta là khúc quân ca, là ước mơ xa hướng lên Ba Đình. Chân giọng nói, ôi nhớ chiều 30 Tết trên giữa đào hoa tươi thắm, đường phố đông vui chờ đón tất niên, là phút thiêng liêng lắng nghe thơ ngày. Hà Nội ơi, dù có đi bốn phương trời, lòng vẫn nhớ. Một doanh nghiệp khi khởi nghiệp thì vấn đề tài chính luôn là gánh nặng. Văn phòng chia sẻ là một sự lựa chọn rất tốt cho những doanh nghiệp mới khởi nghiệp. Chính vì vậy, những văn phòng chia sẻ như thế này luôn là sự lựa chọn tốt. PSO cung cấp cho chúng tôi những dịch vụ tiện ích, những tư vấn chuyên nghiệp và những nghiên cứu bám sát thị trường Việt Nam, một thị trường mà chúng tôi đang muốn đầu tư và phát triển.